Nghe thì nói vậy mà đi đi nhớ liền à. Bởi vì ta kiếp sau ráng tu đi nha, để đầu thai lên còn gặp tôi nữa nha. Kính thưa quý vị, tôi mắc nợ cái gì nhiều lắm, thành thử tôi cũng ước ao làm sao đầu thai tôi làm ca sĩ nữa. Rồi tôi kéo người này đi làm cho tôi nữa. Rồi trong tương lai tôi sẽ không cho người này lấy chồng. Mà tôi bắt theo tôi hoài thôi. Cảm ơn trời hết. Cảm ơn quý vị. Nói vậy chứ nhà ai mới hả? Từ nào giờ chỉ có thấy bên ngoài chứ không bao giờ biết được cuộc đời bên trong hết á. Xin cảm ơn tất cả.